Tử vi tuổi Canh Dần, sinh năm 1950, năm 2021 Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Canh Dần là những người thích đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, làm những việc mà người khác không làm được. Những người này ý thức được sự quan trọng của tiền bạc, địa vị, quyền lực với cuộc sống của mình. Bởi vậy, ngay từ khi còn trẻ tuổi, họ luôn cố gắng phấn đấu hết mình để xây dựng được một sự nghiệp tầm cỡ, lớn lao, vẻ vang. Tuổi Dần mệnh mộc làm việc khá chăm chỉ và khoa học, họ biết cách học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Không sớm thì muộn, những người này sẽ đạt được thành công trong cuộc sống. Bước sang năm 2021, tuổi Canh Dần, sinh năm 1950, chịu một phần ảnh hưởng của Thái Tuế. Nhưng nhờ quý nhân phù trợ khiến mọi thứ dần trở nên nhẹ nhàng, sự nghiệp phát triển, tài lộc hanh thông, tiền bạc tương đối tốt. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Canh Dần sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Canh Dần có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh, sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem vận trình của tuổi Canh Dần trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Canh Dần trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Trong năm Tân Sửu, Tuế Can Tân Kim lộ xuất chính quan, Thái Tuế Sửu Âm Thổ gặp chính tài tinh, Sửu Âm Thổ và Dần Dương Mộc xung đột mạnh, về phần vận khí sẽ đẩy nhiều khó khăn về phía những chú hổ. Trong năm 2021, Canh Dần sinh năm 1950 sẽ phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Bản mệnh có thể bị chèn ép và hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng khó bề nắm bắt, sự nghiệp cũng không được như ý. Về phương diện sự nghiệp, mệnh chủ sẽ không được cấp trên ưu ái phát triển năng lực của mình. Bản mệnh muốn thể hiện bản thân nhưng không được trao cho cơ hội. Ngoài mặt, không phải chịu áp lực gì với mệnh chủ, đó lại là áp lực vô hình khi mà mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Thời gian này, bản mệnh sẽ có kha khá cơ hội tiếp cận với tài lộc. Thường là những mối buôn bán nhỏ lẻ hay việc làm thêm tăng thu nhập, tài lộc tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại. Có điều, may mắn thường như cát trượt qua tay, khó lòng nắm giữ. Ngoài ra, những người cầm tinh mệnh chủ sẽ cần nhớ kỹ, năm Tân Sửu chớ nên chủ quan tham gia đầu tư mạo hiểm hay cờ bạc đỏ đen. Trong quá trình kinh doanh đầu tư, chú ý tránh xa mạo hiểm để giảm bớt tổn thất tiền bạc. Về mặt cuộc sống, cũng thích hợp giảm bớt áp lực, rèn luyện bản thân. Canh Dần sinh năm 1950 thường lo việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác. Cho nên, bản mệnh luôn nỗ lực để gây dựng ấn tượng và xây dựng chỗ đứng cho bản thân. Tuy nhiên, điều này sẽ mang tới nhiều sự bất mãn cho bản mệnh trong năm 2021, đòi hỏi bản mệnh phải bình tĩnh và giữ cho đầu óc sáng suốt, tìm cơ hội chính xác để chuyển đổi vận mệnh. Về mặt tình cảm, năm nay tài quan cũng xuất hiện, vận thế của nam, nữ mệnh chủ Canh Dần sinh năm 1950 tương đối tốt. Thực tế, đối với nữ mệnh mà nói, năm 2021 gặp được chính quan đào hoa. Nếu có thể nắm chắc với cơ hội này, có hy vọng đạt được một năm gia đình ấm êm, vợ chồng, con cái thuận hòa. Nhưng điều này cũng không có nghĩa rằng người mệnh chủ Canh Dần sinh năm 1950 năm nay đều được thuận buồm xuôi gió. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Ngoài ra, kim bài Thái Tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Canh Dần sẽ phải trải qua trong năm 2021,
thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Canh Dần qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp, sự âm thổ là chính tài của Dần, chủ về quyền quý, chức vị và danh tiếng. Về mặt sự nghiệp sẽ có được sự giúp đỡ của quý nhân, dễ dàng có bước ngoặt. Nếu không ngại vất vả, để bản thân tự làm, phát huy tài năng của chính mình, thành tích nhất định vượt xa khỏi dự tính. Đồng thời, chính quan cũng đại diện cho cấp trên, lãnh đạo. Cấp trên sẽ trọng dụng bạn, cũng sẽ tiếp thu ý kiến của bạn, càng có khả năng ủy thác trọng trách. Nên chăm chỉ nỗ lực, năm nay thành tích nổi bật, bất luận là vận thế nam, nữ đều mạnh mẽ vô cùng. Cho dù là người kinh doanh hay công chức, đều có cơ hội được quý nhân chỉ điểm, chỉ dẫn phương hướng. Nếu có thi cử, bồi dưỡng, đánh giá thành tích sẽ tương đối dễ dàng thông qua. Nhưng dù sao năm nay cũng bị thái tuế kiểm soát, đồng thời suy nghĩ trọng dụng bạn cũng biểu thị thái độ của cấp trên. Quý nhân đối với bạn còn mang theo sự soi xét, cần phải hiểu rõ năng lực của bạn làm được đến đâu. Họ không trực tiếp gây áp lực cho mệnh chủ, tuy nhiên bản mệnh cũng cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân. Bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực và quyết định những vị trí trong tương lai của bạn. Vì vậy mà nói những người mệnh chủ Canh Dần sinh năm 1950 năm nay cần phải cẩn thận làm việc. Tuy thành tích có chút thu hoạch nhưng chắc chắn cũng không được kiêu ngạo, dù sao cũng không được ngụ hạ vô nhân, cần thận trọng trong cách cư xử. Khoảng thời gian này không có áp lực thực sự nhưng có vô khối những điều khó khăn mà những chú hổ phải chịu đựng. Bởi vậy, có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản mệnh, để xem bản mệnh có thể bứt phá được nếu không có ai tạo điều kiện cho mình. Để có thể tận dụng vận may đổi vận ở độ tuổi trung niên, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí là Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp, giúp bản mệnh thăng quan, tiến chức trong năm nay. Khi mang theo bên mình, hàng ngày sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí và cải mệnh cho tuổi 1950 trong năm 2021. Về mặt tài lộc, xét về đường tài lộc của Canh Dần sinh năm 1950, có thể do Tân Kim lộ xuất chính quan, Sửu âm thổ lộ xuất chính tài. Tài quan lưỡng sinh cho nhau nên về cơ bản, mệnh chủ sẽ không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài lộc của mình. Tài lộc trong năm Tân Sửu chủ yếu là những nguồn thu phụ, thái tuế hóa thiên tài, đầu tư ngắn hạn sẽ có lợi hơn. Đừng tham mà đầu tư lâu dài sẽ xảy ra bất trắc, càng không nên đầu tư mạo hiểm hay chơi cờ bạc đỏ đen. Nếu có dự định đầu tư thì cần phải tìm hiểu rõ về các quy định của pháp luật, áp dụng đúng quy định, đồng thời xem xét thật kỹ để tránh những tổn thất, thiệt hại nghiêm trọng. Nên kiếm thêm việc làm thêm, thu nhập từ nghề tay trái sẽ ổn định và vững vàng hơn. Góp ít thành nhiều, tích tiểu thành đại, chăm chỉ làm lụng thì tất cả sẽ có được một khoản kha khá để cuộc sống được dư dả hơn. Đặc biệt là từ người kinh doanh buôn bán hàng, chỉ cần tranh thủ dùng tâm, bất luận là mở rộng khách hàng mới hay là việc tăng ngạch tiêu thụ đều có chỗ giành được lợi ích. Ngoài ra, do năm nay tiểu hao và nguyên thần hay còn gọi là đại hao chiếu mệnh nên trong năm nay mệnh chủ sẽ có những hao tổn trong tài vận. Cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tiểu tiết để tránh trường hợp thất thoát, tài lộc ngoài ý muốn. Về mặt tình cảm, sang năm tới, do có sát tinh nhập hạn nên tuổi Canh Dần sinh năm 1950 sẽ gặp nhiều sóng gió, biến động trong gia đạo. Nhiều nhà nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn, cãi vã, thị phi, mệt mỏi, muộn phiền. Mệnh chủ tuổi Canh Dần vì ảnh hưởng của thái tuế, nền tảng không được chắc chắn sẽ là một thử thách vô cùng lớn. Hơn nữa, tình cảm lại gặp được Tân Kim, Tỷ Kiếp, con giáp sẽ giảm mẫn cảm cực đoan, có các hiện tượng như xung đột với mọi người trong nhà, có cãi vã tranh chấp, cùng người khác giới kết giao phải giữ đúng chừng mực. Tuy nhiên, trong họ hàng, gia tộc của nam mệnh Canh Dần thường có người bị đau yếu, xấu thì xảy ra tăng sự. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh ở độ tuổi này đều đi theo hướng tích cực. Để có thể cải vận tình duyên trong năm thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn.
Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Về mặt sức khỏe, vì thái tuế không gây những ảnh hưởng trực tiếp lên bản mệnh nên tình trạng sức khỏe của người tuổi này khá ổn định. Mệnh chủ sẽ không gặp những vấn đề nghiêm trọng. Nhưng nếu bạn đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn hoặc chưa khỏi bệnh, hãy chú ý hơn đến sức khỏe của bạn vì nó có thể quay trở lại. Mệnh chủ cũng cần phải chú ý giữ bình tĩnh trong mọi chuyện, không cố tình gây mâu thuẫn, xung đột với người khác, nên hạn chế sử dụng những đồ vật sắc nhọn hoặc đến những nơi ẩm ướt, âm u, nguy hiểm. Trong cuộc sống hàng ngày, cần chú ý giữ lối sống lành mạnh, tránh xa rượu, bia và các chất kích thích khác. Nếu không, không chỉ sức khỏe của bạn xuống dốc mà ngay cả sự nghiệp cũng phải chịu ảnh hưởng xấu. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ mắc phải bệnh vặt khi thay đổi thời tiết, khi trời chuyển lạnh hoặc chuyển nóng, cần có trang phục thích hợp. Mệnh chủ không nên quá tập trung vào sự nghiệp mà quên mất việc nghỉ ngơi. Khi có thời gian rảnh rỗi hoặc khi phải chịu áp lực căng thẳng thì nên chú ý nghỉ ngơi, tìm đến những nơi trong lành để thay đổi tâm trạng hoặc trò chuyện, tham gia các hoạt động tập thể với mọi người. Trong năm, bản mệnh nên chú ý chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn, suy nghĩ tích cực và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng có quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến và những lúc bạn không ngờ tới. Ngoài những việc đó, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.